Xin chào các anh chị, các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các anh chị và các bạn một số các thao tác trên trang dạy học số của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, các chức năng mà người học cần phải sử dụng cũng như các giảng viên cần phải sử dụng trong quá trình thiết lập khóa học trên trang dạy học số. Đầu tiên chúng ta phải đăng nhập, bấm vào login ở góc bên phải. Lúc này username và password cũng được cấp và chúng ta đăng nhập. Thì nếu ta đã có username password thì chúng ta dùng chức năng login để chúng ta đăng nhập. Còn trong trường hợp nếu chúng ta quên mật khẩu thì chúng ta có thể dùng chức năng forgotten your username and password để chúng ta có thể reset lại. Ta bấm vào và chúng ta có thể reset lại. Thì ở đây chúng ta có thể nhập username mà chúng ta đã sử dụng để đi tìm cái username. Và khi chúng ta tìm ra thì lập tức hệ thống sẽ gửi cho chúng ta, gửi vào mail của chúng ta một cái thông tin để có thể reset lại mật khẩu mới. Và nhớ khi chúng ta dùng chức năng này thì cái mail chúng ta sử dụng trong khóa học phải là mail đang sử dụng thực tế chứ không phải là mail ảo. Chúng ta lưu ý cho đó. Đã, chúng ta có thể gõ vào, ví dụ ta gõ vào mail mà chúng ta đang dùng để chúng ta đăng nhập. Sau đó chúng ta bấm search. Thì lúc này khi bấm search một cái thì hệ thống sẽ báo, sẽ trả về cho chúng ta một cái thông tin trong mail để chúng ta có thể reset lại. Đấy. Chúng ta có thể reset lại và chúng ta bấm continue để chúng ta sẽ quay lại. Thì lúc này chúng ta sẽ đăng nhập vào hộp thư mail của mình và chúng ta bấm vào cái link trong cái lá thư mà hệ thống dạy học số này nó trả về cho chúng ta để chúng ta làm reset lại mật khẩu mới. Đó là trường hợp thao tác về đổi mật khẩu để chúng ta không cần phải liên hệ với các phòng ban chức năng để chúng ta thay đổi lại. Nhưng cái này có một lưu ý là địa chỉ mail của chúng ta sử dụng phải là địa chỉ mail thật chứ không được dùng địa chỉ mail ảo. Sau khi chúng ta có tài khoản đăng nhập thì chúng ta login vào. Thao tác tiếp theo là tôi hướng dẫn các bạn về cách chỉnh sửa thông tin để việc giao tiếp và làm việc giữa giảng viên với người học được thuận lợi và tốt và có thể biết nhau. Thì chúng ta cần phải có những cái thông tin cập nhật như hình ảnh, địa chỉ mail, password, vân vân cho chính xác. Thì chúng ta vào đăng nhập xong, ta vào cái vùng bên phải có họ tên của mình. Nếu thấy họ tên sai chúng ta sửa lại, hình ảnh chúng ta thêm vào ha. Chúng ta bấm vào cái đầu tiên. Và khi ta bấm vào cái đầu tiên nó sẽ cho chúng ta biết những thông tin về lần truy cập đầu tiên, lần truy cập cuối cùng, rồi những khóa học mà của mình, những khóa học của user chúng ta. Chúng ta sẽ bấm đưa vào đây, chúng ta bấm exit change password để đổi password mới. Thì khi ta đổi password mới thì chúng ta bấm vào nó sẽ cho chúng ta password hiện tại, password mới và nhắc lại password mới. Và lưu ý lúc này password mới nó sẽ là một password có đầy đủ tối thiểu 8 ký tự, ít nhất một ký tự số, ít nhất một ký tự chữ thường và ít nhất một ký tự chữ in hoa. Đấy, đó là cái quy định về ràng buộc password chúng ta phải đặt trong khi chúng ta đổi password. Thứ hai là chúng ta có thể edit profile, chỉnh các thông tin khác, ví dụ first name, surname, địa chỉ mail. Đã. Nếu địa chỉ mail này mà chúng ta gọi địa chỉ mail ảo thì không thể nào reset được password. Và một số cái thông tin, số thông tin, ví dụ như địa chỉ mail display là cho phép hiển thị hay không hiển thị địa chỉ mail mình cho mọi người được xem. Thì đó tùy chúng ta chỉnh sửa để chúng ta có thể thiết lập. Rồi chúng ta thiết lập khi một người nào đó vào trả lời hoặc là đăng bài trong forum, trong diễn đàn thì chúng ta có thể nhận được thông tin đó, đã chúng ta phải check vào ngôn ngữ, quốc gia, việc gì đó, ngôn ngữ mặc định của chúng ta là ngôn ngữ gì thì chúng ta có thể lựa chọn. Thì lúc đó khi ta đăng nhập vào, ngôn ngữ trên cái trang online này sẽ là ngôn ngữ đó. Rồi chúng ta kéo xuống dưới này, chúng ta có view picture, chúng ta có thể cập nhật lại hình ảnh mới bằng cách bấm vào add vào và chúng ta sẽ chọn file
Tôi đã chúng ta up lên, chọn file chúng ta up lên. Chúng ta có thể chọn file cho up lên. Rồi. Và chúng ta up file này lên thì lúc này cái file nó sẽ xuất hiện ở đây. Và cái hình là nó tối thiểu là 100 MB. Đấy. Hoặc còn một số cái thông tin khác thì nếu cần chúng ta chỉnh hay không thì thôi. Quan trọng là ta có cái hình. Cái hình này để giúp cho giảng viên và người học có thể nhìn thấy và biết nhận diện được giảng người học đó là ai, để dễ giao tiếp trong quá trình mạng, trên môi trường mạng. Rồi. Ta chỉnh sửa các thông số xong rồi bấm update profile. Update profile. Là chúng ta xong được cái phần về chỉnh sửa các thông tin cá nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần message box, message, message. Chúng ta có phần message. Đây là những cái cấu hình message. Cấu hình message. Thì lúc này các bạn thấy những cái cấu hình này chúng ta hoàn toàn có thể tự mình chỉnh để có sự lựa chọn, có sự lựa chọn trong quá trình khi mà chúng ta đăng nhập hoặc vào thì cái message này nó sẽ cảnh báo lên, nó cảnh báo lên. Đấy. Là một số thông tin. Tiếp theo chúng ta nói về cái block, chỉnh sửa ở về một block, tức là trên hệ thống này cho phép chúng ta có thể ghi nhật ký của người dùng, của mình, nhật ký của mình. Nhật ký đó có thể chia sẻ cho người khác, hoặc nhật ký đó có thể để chúng ta chỉ đọc riêng cho bản thân. Thì chúng ta có dùng chức năng block, chức năng block. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái chức năng message, gửi tin nhắn trong quá trình làm việc trên hệ thống. Đây là một chức năng rất quan trọng và hay dùng trong quá trình học trên hệ thống online, tức là chúng ta muốn hỏi giáo viên cái gì, chúng ta muốn hỏi bạn này cái gì, hỏi người học kia cái gì thì chúng ta dùng tin nhắn. Còn nếu chúng ta muốn hỏi một cách chung tổng quát, còn nhiều người hỗ trợ giúp đỡ thì chúng ta dùng diễn đàn, dùng diễn đàn. Bây giờ chúng ta sẽ có message. Ta bấm vào message, ta bấm vào message. Và khi ta bấm vào message này, bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta có thể đi tìm cái người mà chúng ta cần, chúng ta cần để chúng ta gửi tin nhắn. Thì bạn chúng ta muốn tìm ai thì chúng ta sẽ gõ vào đây để chúng ta tìm, ta gõ vào đây để chúng ta tìm. Đó. Thì lúc này nó sẽ hiện ra danh sách những người trong cái lớp học của mình có tên đó, và chúng ta muốn gửi message chai thì chúng ta sẽ tiến hành bấm vào, chúng ta bấm vào và chúng ta có thể gửi message cho cái người này. Đó. Chúng ta gửi message cho người này. Nội dung gửi message thì chúng ta sẽ gửi bằng phần Unicode, bản mã Unicode để người đọc có thể đọc được tiếng Việt, hoặc nếu ta gõ tiếng Anh thì ta sẽ gõ tiếng Anh. Wow. Chứ đừng gõ không dấu nha, chúng ta đừng nên gõ không dấu thì rất khó hiểu thông tin ta gõ không dấu. Thì lúc này người mình gửi cho tin nhắn cho người đó thì người đó sẽ log on vào và sẽ thấy được thông báo tin nhắn để người thì đó có thể trả lời lại tin nhắn cho mình. Và nhớ cái hệ thống tin nhắn này nó sẽ chuyển qua mail của người nhận. Cho nên cái mail thực hồi nãy phải là rất quan trọng trong quá trình hệ thống online, trong hệ thống online, để khi một người nào đó hỏi thì cái tin nhắn đó sẽ chuyển qua mail, và khi chúng ta mở mail lên chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống, có link để đăng nhập vào hệ thống để chúng ta có thể trả lời cho tin nhắn này, và tin nhắn này sẽ gửi lại cái mail cho cái người người nhận. Đấy. Và chúng ta cái chức năng message là chức năng rất quan trọng khi chúng ta dùng. Tiếp theo tôi hướng dẫn chúng ta một vài cái module thường dùng trên khóa học này, thường dùng trên khóa học này. Ta vào MyCourse, ta vào MyCourse. Thì trong cái MyCourse này chúng ta sẽ có bao nhiêu là thành viên của bao nhiêu khóa học, nó sẽ xuất hiện ra hết. Ví dụ tôi có 4 thành viên của 4 khóa học này, tôi sẽ hiện và tôi chọn. Thì tôi chọn khóa học lập trình Visual Basic 6.0. Khi tôi lập trình Visual Basic 6.0 thì lúc này tôi sẽ có được cái không gian của khóa học, không gian của khóa học. Ở đây đóng vai trò tôi là giảng viên, cho nên tôi sẽ có nhiều cái chức năng hơn là sinh viên.
ta là sinh viên. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ có cái nút bật chỉnh sửa, bật chế độ chỉnh sửa. Để chúng ta giảng viên thì mới có cái nút này, còn sinh viên thì không có nút này. Đó. Và những nội dung ở bên dưới tùy theo người giảng viên đó bố cục như, bố trí như thế nào cho cái khóa học của mình. Đó. Thì giờ tôi sẽ hướng dẫn một số cái thao tác ở góc độ giảng viên, còn sinh viên thì vào để xem và lấy tài liệu làm công việc thôi chứ không có chỉnh sửa. Thì lúc này chúng ta sẽ bật chế độ chỉnh sửa để chúng ta có thể chỉnh sửa bố cục và cái trang này một cách tốt nhất, tùy theo cái cách bố trí của người sử dụng. Thì khi chúng ta bật chế độ chỉnh sửa thì bên cạnh các cái thành phần sẽ có những cái nút để chúng ta chỉnh sửa, nút di chuyển, nút chỉnh sửa, nút di chuyển, nút thu nhỏ, nút di chuyển qua phải qua trái, đấy, nút phóng to, vân vân, đấy, rồi, đấy, chúng ta có nút di chuyển lên xuống, di chuyển lên xuống, chúng ta có nút sửa sửa tiêu đề, sửa tiêu đề, bấm vào đây chúng ta sẽ sửa lại cái tiêu đề của nó, chỉnh sửa tiêu đề. Chúng ta sẽ có chức năng chỉnh sửa, thì trong chức năng chỉnh sửa này, chúng ta sẽ có chuyển qua phải hoặc là ẩn nó đi, hoặc là sao chép cái nội dung này ra một cái khác, bổ nhiệm cái vai trò cho cái nội dung này, hoặc là xóa nội dung. Và còn có một cái dấu chép bên cạnh là cái mức độ hoàn thành, hệ thống xác định đã hoàn thành hay chưa hoàn thành cái nội dung này, tức là kiểm soát được cái quá trình hoàn thành, người học đã học cái nội dung đó chưa, đã đọc nội dung đó chưa, thì bằng chức năng hoàn thành hay không hoàn thành. Chúng ta kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ có cái mục mỗi mục, mỗi phân vùng, hoặc là nếu ta bố trí cái khóa học theo tuần thì mỗi tuần nó sẽ có một cái chức năng thêm hoặc là thêm các hoạt động và tài nguyên. Thì đây chúng ta tôi sẽ nói đến cái thêm các hoạt động tài nguyên. Ở đây có nhiều cái hoạt động và nhiều cái tài nguyên mà hệ thống đã hỗ trợ. Chúng ta có bài tập lớn. Chức năng này sẽ giúp cho chúng ta thiết lập yêu cầu bài tập, và người học sẽ nộp file hoặc là trả lời bằng cách gõ câu trả lời lên đó để người giáo viên có thể chấm điểm tùy theo cái cách cấu hình của người giảng viên cho cái phần này. Yêu cầu nộp file bao nhiêu file, thời hạn nộp bao nhiêu, bắt đầu nộp từ thời điểm nào, kết thúc nộp là bao nhiêu, bài tập đó thuộc ai sẽ được phép nộp, ai sẽ không được phép nộp, đúng không? Thì đó nó nằm trong phần bài tập, tức là chúng ta muốn nộp cái file lên thì chúng ta vào segment. Chúng ta có thể gõ trực tiếp, chúng ta có thể gõ trực tiếp cái dữ liệu nội dung vào trong cái bài tập, tức là chúng ta đưa ra một cái yêu cầu bài tập mà bảo sinh viên phải gõ nội dung trả lời vào, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể chọn assessment. Thứ hai là chức năng bài học. Chức năng bài học là chức năng cho phép chúng ta kiểm tra một cái quá trình học, theo dõi quá trình tiến triển của một bài học nào đó, từ việc kiểm tra đầu vào cho đến việc học hoàn thành bài thứ nhất, nó sẽ mở rộng tiếp bài số 2. Mở rộng tới bài số 2. Chức năng bài học giúp cho chúng ta có thể làm một cái luồng thông tin để học cho người học từ bài học thứ nhất đến bài học thứ hai đến bài học thứ ba, vân vân. Và mỗi bài học có sự kiểm tra, nếu đạt sẽ qua bài học thứ hai, vân vân. Đây là dạng bài học đó theo sự phân nhánh. Bảng từ để chúng ta có thể xây dựng một từ điển, từ ngữ trong cái khóa học đó để người học có thể tra cứu nghĩa của các cái từ rồi viết tắt, vân vân. Bit lưu button, chức năng cho phép chúng ta giảng dạy trực tiếp, giảng viên ngồi một nơi, người học ngồi một nơi, và giảng viên có thể bật bài giảng lên và nói bằng microphone, người học ở đó sẽ nghe. Người học muốn hỏi lại thì giơ tay phát biểu và giảng viên sẽ cho phép để
tôi học đó có thể hỏi rồi. Chức năng check à, giúp chúng ta à, tạo giúp cho người giảng viên tạo ra những cái nhiệm vụ mà sinh viên phải hoàn thành trên khóa học à, hoặc là sinh viên tự à, xây dựng cái kế hoạch để hoàn thành trên khóa học. Và diễn đàn, xây dựng một cái diễn đàn để cho người học có thể cùng nhau trao đổi với nhau về một vấn đề nào đó, về nội dung của bài giảng nào đó. Đề thi, cung cấp nhiều dạng đề thi, nhiều dạng lựa chọn, ghép hợp, trả lời ngắn, vân vân, rất nhiều dạng để cho giảng viên có thể xây dựng ngân hàng câu hỏi và có thể cho thi dạng trắc nghiệm trên khóa học. Gói SCOM là để chúng ta có thể inbox các cái gói dữ liệu learning từ các cái phần mềm hỗ trợ tụi con. Chat cho phép người học tạo thành một cái phòng chat cho quá trình vận hành khóa học. Questionnaire là xây dựng những câu khảo sát, câu phản hồi của người học đối với bài giảng. Thảo luận nhóm, thảo luận nhóm cho phép người học và giảng viên có thể thảo luận nhóm trong một cái chuyên đề nào đó trong môn học của mình. Đó là hôm tuần sau chúng ta sẽ thảo luận cái chuyên đề A nào đó, thì chúng ta thiết lập một cái tập huấn nhóm này để cũng là một cái minh chứng để cho quá trình trao đổi nhân diễn đàn để vào để thảo luận cái vấn đề đó trong một cái buổi online nào đó, đúng không? Và tài nguyên, chúng ta có bút là chúng ta có thể biên soạn cuốn sách online để người học có thể tham khảo. File, chúng ta có thể đính kèm, chúng ta có up cái file nào đó lên trên hệ thống để chúng ta sử dụng, cung cấp cho sinh viên sử dụng. Folder là chúng ta chứa, tạo một thư mục để chứa các cái file folder còn bên trong. Label là một cái nhãn thông tin cho người dùng, cho người học, thông báo cho người học biết nhãn thông tin. Bay là dùng mình có thể thiết kế có tích hợp, có thể nhúng ngôn ngữ HTML vào, ngôn ngữ JavaScript vào để làm cho cái trang đó nó theo ý của mình. Đã. PDF bạc, đây là một cái chiếc module giúp chúng ta tập trung vào các cái trang nào mà muốn sinh viên tham khảo. Ví dụ chúng ta có một tài liệu 200 trang, chúng ta muốn sinh viên đọc vài trang trong 200 trang đó thôi. Ở chương số 1 thì chúng ta chọn này để chúng ta thiết lập đọc từ trang 10 đến trang 20 hoặc đọc các trang riêng lẻ trong cái cuốn sách đó. Thì khi sinh viên bấm vào cái tài liệu đó thì chỉ đúng một cái trang đó được hiện ra để sinh viên tập trung focus vào đọc. Chức năng ghi lại bài giảng, nó chức năng này nó đi kèm với chức năng ở phía trên viết lưu button ở trên. URL để chúng ta tạo một cái liên kết từ cái phần bên ngoài. Ví dụ chúng ta có một video chúng ta không upload lên đây mà chúng ta upload trên YouTube, thì lúc này chúng ta có thể lấy cái link trên YouTube và chúng ta đưa vào đây để chúng ta có thể cho người học được xem. Nó giới thiệu một số cái chức năng đây này. Tôi lấy ví dụ như chúng ta vào chức năng questionnaire, chức năng questionnaire. Thì lúc này khi chúng ta thiết lập một chức năng questionnaire, tạo một câu khảo sát, thì name là cái tiêu đề, tiêu đề, cái name là cái tiêu đề. Ví dụ như khảo sát bài giảng chương 1, chương 1 mô tả, mô tả về cái khảo sát này, thì chúng ta có thể viết ngữ dòng, chúng ta có thể đơn giản cái copy cái này xuống để cho nó có. Còn nếu chúng ta muốn chỉnh chu hơn, chúng ta có thể viết cái mô tả về cái khảo sát này. Hiển thị khảo sát mô tả khóa học để người dùng có thể biết được là khảo sát này nói về cái gì. Về tiếp theo, chỉnh các thông số, đếm thời gian, thời gian mở để sử dụng cái khảo sát này là bao nhiêu, thời gian đóng là bao nhiêu, thì sinh viên người học chỉ được phép làm khảo sát trong khoảng thời gian này. Và tùy biến trả lời, thì chúng ta có thể tùy biến trả lời theo từng phần.
Đây là một số cái thông tin là chúng ta có thể lựa chọn điểm, thiết lập cái điểm cho khảo sát. Có một khảo sát chúng ta cho bao nhiêu điểm là tùy tùy cái thang điểm, tùy cái điểm, tùy biến về nội dung đấy, tạo mới hay là chúng ta là copy cái đã có. Nếu khảo sát đã có thì nó sẽ sinh ra. Rồi thiết lập module là có mở nó hay không, có cho hiển thị nó cho sinh viên thấy hay không. Thứ hai là có chia như tổ hay không. Cái khảo sát này cũng dành cho cái tổ đó, khảo sát kia cũng dành cho tổ kia, vâng vâng. Chúng ta có cái chia tổ, cho phép truy cập, ai được phép truy cập thì chúng ta có thể thêm vào ở đây một số cái tính này. Hoàn thành cái nhiệm vụ nào thì được phép truy cập nó, chứ không phải là vô cái khảo sát liền. Ví dụ chúng ta quy định anh phải đọc xong cái bài giảng thứ nhất chương 1, anh phải làm xong cái bài tập chương 1, sau đó anh mới được vào khảo sát. Ngoài trong khoảng thời gian đó, mà ví dụ trong khoảng thời gian từ 5 tháng 8 đến 12 tháng 8 mà anh không hoàn thành cái khảo sát, coi như điểm khảo sát anh mất. Mà muốn anh hoàn thành được khảo sát thì anh bắt buộc anh phải hoàn thành xong cái phần đọc bài giảng của chương, đọc bài giảng của chương, làm xong bài tập của chương đó thì lúc đó khảo sát mới bật lên. Đấy, thì lúc này chúng ta có gọi là giới hạn truy cập. Hoàn thành các khóa học thì khi hoàn thành với những điều kiện chúng ta có thể chọn không rõ, tức là không cần phải hoàn thành hoạt động này, hoặc là học viên tự hoàn thành hoạt động này, hoặc là học hoạt động này với những cái điều kiện với những điều kiện ngày hoàn thành dự kiến, hoặc là phải submit câu hỏi, tức là phải trả lời cái câu khảo sát này thì mới hoàn thành, thì nó mới chép vô cái sự hoàn thành. Ta chỉnh sửa xong ta sẽ bấm lưu vào cho xem, lưu vào cho xem. Bây giờ tôi lưu vào cho xem, đúng không? Thì lúc này tôi sẽ chọn là không hoàn thành nha, thì nó có cái nội dung mình tôi chưa chọn. Đấy. Sau đó người giảng viên sẽ add câu hỏi vào và dạng câu hỏi là gì. Sau đây mỗi dạng có hướng dẫn người ta có thể làm, hướng dẫn người ta có thể làm dạng checkbox, thêm các kiểu câu hỏi dạng checkbox. Nội dung câu hỏi và tiêu đề câu hỏi và nội dung câu hỏi, những câu trả lời có thể có, thì mỗi cái chúng ta enter xuống nội dung câu hỏi và nội dung trả lời, chúng ta bỏ cái bấm enter xuống. Bây giờ tôi lấy ví dụ một cái để khảo sát chương 4, tôi bấm vào và tôi sẽ chỉnh sửa, chỉnh sửa đó. Tôi chỉnh sửa lại và tôi muốn thiết lập câu hỏi thì tôi vào phần questionnaire administration để tôi thiết lập các câu hỏi. Đấy, đây là các câu hỏi đây là ví dụ tôi sửa một câu hỏi nào đó. Giống như tiêu đề câu hỏi và cứ mỗi cái sự lựa chọn là một dòng đây ra để thầy đọc. Và ra các chức năng khác cũng vậy, rất tương tự, rất dễ làm. Thì tôi sẽ hướng dẫn.